Hồi xưa có chơi nhưng mà giờ quên rồi, từ từ. Thanh Tùng có thể nào tha cho em được? Anh mới đọc được nè, một bài viết là Vinh Speed này là Vinh Speed của tương lai mà quýt nhỏ giờ đã lớn. Hai trái quýt thì mẹ hồi đó giờ thành trái bưởi mẹ rồi. Mẹ nhạc bản quyền phải không vậy? Nhạc bản quyền hả? Mẹ bây giờ làm sao đây? Anh sẽ tạo nhân vật tượng trưng cho K7 nha. K7 mắt hí nè. Mắt hí nè, đó. Ba loại quần. Da đen nhưng mà thích mặc đồ trắng được không? Tại vì anh da đen nhưng anh thích mặc áo màu trắng được không? Tên là gì? Bùi Hoàng. Nghe vô lý quá. Tên này. Đam mê tốc độ. À không, thích chạy nhanh. Thích đi bộ. Chạy nhanh đi. Tạo nhân vật chỉ có đặt tên kiểu này mới không có thì mày bị đụng hàng đó chứ, giờ mà đặt tên tích tích là có mấy ông đặt mẹ rồi. Trời ơi, nhìn cái xe này khác gì xe đồ chơi không, hỏi sao là ốm đéo đập gì lớn rồi, hồi xưa nó ngồi vừa xe à. Lớn rồi nó vẫn ngồi phải không? tâm huyết cái chiếc xe đi mẹ nè, quýt nhỏ của các bạn nè. Ôi nhìn là ngon chưa, lớn nhìn ngon nha. Đúng là dạy thì thành công. Trời ơi, nó lại dễ vãi liền. Anh có đủ tiền trong tài khoản để lên VIP 4 không? Chắc là không đủ em ơi, em có thể nào donate cho anh được. Hỏi câu nghe quan tâm thế nhờ. Được chiếc xe gì nè? Xe tự. Xe tự thủ. Tutorial, ok, bắt đầu ghép. Cái lồn gì vậy, đi mẹ mày, Sơn Tùng. Bà gì đây, lạc trôi. Đi mẹ, thôi được rồi, con heo đất. Đi mẹ, em nếu muốn thì mẹ mày, sự nghiệp streamer thì mẹ mày tan nát nè. Mọi mấy này là gì vậy? Trung tim với mình nè. Gì đây? Là Karu nó muốn thì mày đá stream game này nữa hả? Ủa? Điệp mày đu xe đánh lộn. Điệp mày ngu lắm. Lộn cái đâm đầu vô cây rồi điệp mày. Từ coi, chưa quen game. Ủa? được không? Mẹ mày sao con heo đất hôm nay thì mẹ mày lên dữ vậy? Rip tiếp liên tục luôn mà. Anh chạy nhanh anh rip luôn. Lúc anh tăng tốc anh rip anh được nhiều điểm hơn. Đó. À. Ừ, thấy má. Nhạc hay vậy luôn. Nhìn nó ngồi cái xe này mẹ giống như cái xe chạy đéo nổi hay gì, nhìn chạy chậm quá. Vậy nhạc hay mà. Hồi xưa có chơi nhưng mà giờ quên rồi, từ từ. Thanh Tùng có thể nào tha cho em được.
Có nào sau lưng không vậy? Đua đéo có đối thủ luôn nè. Ôi dù mẹ nhỏ vậy. Nhỏ xíu vậy. Ê, nó chơi em mà đi mẹ. Thôi. Ôi không ăn đồ được luôn rồi. Ừ ăn được nè. Gì đây? Đi cho xịn nè. Cái gì vậy chị? Mẹ mày khổ quá, toàn nhạc bản quyền không? À, bật nhạc nhỏ về đâu không có bị bản quyền đâu anh em ơi. Mẹ nên yên tâm là từ giờ tới mẹ, cuối tháng mình cũng sẽ chơi Vinh Beat trên kênh YouTube nha. Nhấn nút nhiệm vụ dưới đây. Hello. Game này cũng có hệ thống nhiệm vụ đó, như mình nhớ hồi xưa mình chơi Vinh Beat đâu có nhiệm vụ đâu ha. Xưa mình chơi Vinh Beat có nhiệm vụ không ta? Xưa chơi Vinh Beat mà bản PC á là chỉ có vô đua luyện level rồi cày răng nhiều không xịn sò nha. Thôi nói chứ thì mẹ được rồi. Cảm ơn anh Sơn Tùng. Anh đã giúp em thì mẹ khá nhiều rồi. Cảm ơn anh nha. Đấy là đâu phải đâu. Trời ơi nguyên cái chữ nạp lần đầu nè. Anh em nhớ chơi game thông thả nạp lần đầu cái nha. Nạp lần đầu để được nhiều phần quà hấp dẫn nha. VIP 4 mới được hả? À VIP 4 mới mời được hả? tụi bay dụ kèo hơi ghê đấy. Đừng tưởng anh không biết. Nghe cũng hợp lý đó. Biết mẹ anh Sơn Tùng cứ hát hoài vậy. Nếu tắt được. Nếu tắt được. Mà em mày không dịp mẹ mày chạy ngay đi thì cũng buông đôi tay nhau ra rồi tùm lum tà la vậy. Sợ thế. Vô. Thôi. Tưởng gì. Mới vô game mà mém nữa là anh chấp tụi nó một đường rồi. Ủa, mẹ về quá sớm, ăn lồm rồi. Nhạc lồm gì đấy? Map cũ à? Ủa, map cũ thì lại thắng con mẹ nó rồi. Đó, con đâu về đâu. Pẹp. Chấp cái ông thì mày ca ski da ken nửa tiếng đồng hồ luôn mà vẫn win nè. Em này mà mày nạp tiền mà mua được súng là bắn chết hết tụi nó rồi đỡ phải đua. Sao tụi này nó cứ đưa cho đầu mình thì mày mấy cái chữ VIP 4 hoài ta. À, đau đầu quá ta. Tao chơi game tao chưa thì mày trải nghiệm xong game nữa. Thao tác. Đó. Mày có tiếng game nè, giờ nghe thì mày ship cho nó đã nè. Ủa, cái lục mà em mày. Gara nè. Đang lái xe tân thủ nè. Nâng cấp nè, chỉ được nâng cấp xe đua CBAS. Mày suy nghĩ. Ví dụ mà giờ mình mày đéo nâng cấp thì mày sẽ chạy lỗ hơn thì mày lỗ hơn tụi nó nhiều luôn á. Sao nhờ? Ơ, mày có chiếc xe vui vậy? Nhận xe này sao vậy? Lộn nhìn xe giống chiếc túc túc vậy? Không phải chiếc gì ta? Mày nhìn hai nha. Xe đẹp nè. Ủa mấy cái này mình mua thẳng từ mà phải không? Đã nha. Ranger đi chấp đen. Xe gì đây? Xe vũ trụ. Đêm đen. À, mỗi chiếc xe là có tiền kêu nè. Oh no. Hay nhờ. Ha 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 ha
suy nghĩ Rip bóp liền chứ sao vậy. suy nghĩ đang ngồi coi cái đống xe, tao về tao coi lại chiếc xe của tao nó khác mẹ gì xe đồ chơi không trời. Nâng cấp có thể tăng thêm sức mạnh và tốc độ của xe đua của bạn, hãy khai thác hết tiềm năng của xe đua. Có thể tăng thêm sức mạnh và tiềm năng, mà mày là game này có lực chiến.